Chào mừng quý vị đến với bản tin du lịch trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tôi là biên tập viên Diễm Trinh. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài tin tức nóng về du lịch trong thời gian vừa qua. Và một vài tin tức nóng đó chính là du lịch Long An có gì mà được trở thành điểm sáng trong du lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long? Và giao thông có phải là điều khó khăn gây cản trở việc phát triển du lịch tại Long An? Và bên cạnh đó, du lịch của Long An liệu có gây nhàm chán và trùng lập so với các vùng du lịch lân cận? Và để biết thêm về du lịch Long An có gì mà tin tức nóng lại đề cập như vậy, chúng ta cùng đến với bản tin du lịch của phóng viên thường trú tại Long An, Hoa Khôi Sông Vàm, Huỳnh Đào Diễm Trinh. Xin phép là clip có vấn đề một chút xíu cho nên là mọi người xem hình ảnh giúp em. Về Long An có cả về du lịch tham quan, du lịch sinh thái, du lịch đường thủy và cả du lịch quá cảnh dành cho khách du lịch. Và những thông tin vô cùng bổ ích của phóng viên Hoa Khôi Sông Vàm Huỳnh Đào Diễm Trinh. Thông qua đó thì tôi cũng cảm thấy là du lịch của Long An đầy tiềm năng để trở thành một điểm sáng trong du lịch của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và bên cạnh đó, các hình thức du lịch của Long An cũng vô cùng đa dạng và hấp dẫn, để mà không gây trùng lập hoặc nhàm chán so với các vùng du lịch lân cận. Và bên cạnh đó thì Long An cũng có một số cái khó khăn nhất định. Để du lịch Long An được trở nên thông đạt và hanh thông thì người Long An hay nói vui là sẽ giải quyết hai chữ thông khác, đó chính là giao thông và truyền thông. Về giao thông chính là hoàn thiện các cơ sở hạ tầng một cách triệt để và đồng bộ nhất giữa các điểm du lịch với nhau. Và bên cạnh đó là truyền thông thì Long An cũng đã đưa hình ảnh du lịch Long An của mình đến gần với du khách hơn thông qua nền tảng mạng xã hội. Và bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng đã có những chuyến farm trip để đưa hình ảnh du lịch Long An đến gần hơn với các đơn vị du lịch lữ hành. Và có một thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 mang trên mình giải sát Long An đã đưa đến cho chương trình một dự án để giới thiệu đến cho mọi người nhằm góp phần vào việc quảng bá du lịch tỉnh Long An. Đó chính là dự án Thế hệ trẻ Long An đi du lịch tại Long An. Và bởi vì mong muốn thế hệ trẻ Long An sau khi các bạn muốn bay cao và bay xa hơn nữa trong cái hành trình của mình, các bạn sẽ luôn nhớ về Long An, mang cho mình một sự tự hào và một sự hiểu biết về Long An của mình, để giới thiệu đến cho bạn bè và đồng nghiệp rằng Long An là một địa điểm du lịch rất gần Sài Gòn, gần gũi với thiên nhiên, vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm được chi phí. Và vô cùng tự hào với sứ mệnh của một Hoa Khôi Sông Vàm, Huỳnh Đào Diễm Trinh đã và đang đồng hành cùng với tỉnh nhà để mang hình ảnh du lịch Long An đến gần hơn với du khách. Và mọi người ơi, cùng đến với Long An, đến với những người con trung dũng kiên cường, cùng đi du lịch Long An thân thiện an toàn. Và các bệnh viện nơi đây sẽ gây ấn tượng trong lòng bạn. Và tới đây thì tôi cũng xin kết thúc bản tin của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và sau đây là ít phút dành cho quảng cáo. Cảm ơn mọi người ạ. Xin chào mọi người, mình là Đặng Tú Nhà, số danh 178, mình đến từ Hà Nội. Sau đây thì mình là chắc hẳn mọi người đã được đi du lịch ở tất cả mọi nơi được đúng không ạ? Nhưng mà mình nghĩ rằng mình tin rằng mọi người sẽ chưa từng biết đến một nơi mà mình sắp chuẩn bị giới thiệu cho mọi người xem, đó là Tháp Bản Dốc. Thì Tháp Bản Dốc nó là một điểm du lịch được thiên nhiên ưu đãi, và sau đây cho mời mọi người xem video của mình ạ. Tháp Bản Dốc là một trong những thác nước đẹp và lớn nhất tại Việt Nam, nằm ở biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách thành phố Cao Bằng khoảng 90 km về phía Tây Bắc. Tháp Bản Dốc được tạo ra từ dòng sông Quây Sơn và có tổng chiều rộng khoảng 300m và chiều cao khoảng 30m. Tháp Bản Dốc được bao phủ bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với rừng xanh, núi non và những cánh đồng bát ngát. Đặc biệt, tháp cũng tạo ra một vùng biên giới tự nhiên hữu tình,
là nơi du khách có thể nhìn thấy rõ ràng sự phân chia giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài việc ngắm nhìn cảnh quan tuyệt đẹp, du khách cũng có thể tham gia các hoạt động giải trí như là đi thuyền tham quan thác, tắm mát trong các dòng nước suối hay khám phá các ngôi làng dân tộc của địa phương. Với vẻ đẹp hùng vĩ và cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời, thác Bản Dốc đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, thu hút hàng ngàn khách du lịch trong. Dạ, bên cạnh đó thì thác Bản Dốc thường sẽ có 6 điểm du lịch như là chùa Phật Tích Trúc Lâm Bảo Dốc, suối Lê Linh ở khu di tích Bắc Bó, Giàng Nén Sao, Phúc Sen và Hồ Than Tre, và những khối thạch nhũ động ngườm ngao và đèo Mã Phú. Ngoài ra bên cạnh đó thì sẽ có 4 món ăn truyền thống như là bánh khảo, vịt quay bảy vị, cá chẩm hương nướng và bánh trứng kiến. Thì thường thường ở những nơi khác sẽ là có 4 mùa, thì ở đây thì sẽ có 2 mùa, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa sẽ thường vào tháng 6 đến tháng 9 ạ. Trên bản sắc du lịch ở đây thì mọi người sẽ có thể thấy mọi người sẽ thấy những cô gái sắc màu xòe hoa của cô gái dân tộc Mông và Dao, và một số chợ phiên ạ, và một số trò chơi dân gian ném còn, hoặc có thể nhìn thấy những cô gái dắt ngựa. Đó là những bản sắc dân tộc của dân tộc ạ. Em đã từng đến đây và em rất thích con người nơi đây, nhưng mà em thấy một điểm đó là du lịch ở đây vẫn chưa phát triển, chưa được phát triển, và kinh tế chưa được, du lịch chưa được phát triển. Thì đối với em thì em nghĩ phải chăng do một phần nơi đây khá xa với Hà Nội, cách Hà Nội khoảng 335 km, đi khoảng 7 tiếng đồng hồ bằng ô tô. Thì trong thời gian du lịch ở đây thì em thấy khu này thì khá là hoang sơ, nghèo nàn và chưa được chú trọng về du lịch. Mọi người còn đang chú trọng về trồng trọt chăn nuôi gia súc và không chú trọng về du lịch. Thì bên cạnh đó, nếu em có điều kiện thì em sẽ phát triển, mong các chính quyền chú trọng về du lịch, chú trọng hơn về kinh tế phát triển và giúp du lịch ngày càng phát triển hơn. Và em tự hào là một người con gái Việt Nam, một con người, một đất nước 4.000 năm văn hiến với 54 dân tộc và có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Thì em mong trong chương trình ngày hôm nay và thi hậu ẩn vũ này, em mong được có mình một sức ảnh hưởng nào đó cho chính sự, cho bản thân và cho du lịch ngày càng phát triển hơn. Em xin hết ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Thu Huyền với số báo danh 182. Trước khi mà đến với bài thuyết trình của mình thì mình rất là có một câu hỏi muốn đố mọi người. Không biết là mọi người có biết là đâu là thành phố cảng biển lớn nhất miền Bắc ạ? Chắc là mình sẽ gợi ý bằng một câu hát của quê hương mình. Tháng năm rực trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố tôi yêu. Đây cũng là câu trả lời của câu đố vừa nãy. Hải Phòng cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên. Qua thời gian quay truyền hình thực tế tại Miss Cosmo Việt Nam 2023 thì mình đã được làm đạo diễn và là diễn viên chính trong chiếc ITVC giới thiệu về du lịch Hải Phòng của mình. Thì bây giờ mình rất là mong muốn mọi người đi du lịch ngắn ngày, du lịch qua 5 phút với mình qua chiếc ITVC do mình làm đạo diễn cũng như là diễn viên nhé. Let's go! Thank you.
chắc là cho em xin chiếu lại video vậy ạ. Một chiếc ITVC rất là ngắn nói qua khi mà mọi người đến với cả du lịch Hải Phòng thì mọi người sẽ phải làm những gì, sẽ phải đi đâu và ăn gì. Cho em xin chiếu slide với ạ. Khi mà mọi người nhắc đến Hải Phòng thì mọi người sẽ rất là mong muốn mọi người đi những địa điểm du lịch ví dụ như Cát Bà, Đồ Sơn, Vịnh Lan Hạ, khu di tích lịch sử Trạng Trình, Nguyễn Bình Khiêm, chùa Dư Hàng. Nhưng mà niềm tự hào nhất của em khi mà nhắc về chính quê hương của mình chắc chắn là ẩm thực. Và món ẩm thực đầu tiên khi mà em muốn thuyết trình cho mọi người đó chính là món bánh đa cua. Bánh đa cua là một cái món quà rất là quê. Thành phần chính của món đa cua thì nó sẽ là cua đồng, một số loại rau như kiểu là rau cần, rau muống hoặc là rau rút. Rau rút thì ở trong Sài Gòn người ta hay gọi là rau nhúng ấy ạ. Và điểm đặc biệt của món bánh đa cua nó chính là bánh đa đỏ. Bánh đa đỏ là một cái loại bánh đa mà chỉ có ở Hải Phòng có. Khi mà ăn cùng với cả bánh đa cua thì chắc chắn là không để không nhắc tới Chí Trương. Mọi người đã nghe từ Chí Trương rồi đâu chưa ạ? Thật ra Chí Trương là một cái tên gọi rất là thân thương của Hải Phòng dành cho cái gia vị tương ớt. Nó là một gia vị nghe có vẻ rất là lạ nhưng mà nó lại rất là quen. Khi mà ăn cùng với Chí Trương thì không thể không nhắc tới bánh mì que. Bánh mì que, mọi người nghe bánh mì que có quen không ạ? Bánh mì que còn được gọi là bánh mì cay. Khi mà ăn cùng với cả bánh mì que sẽ có Chí Trương và ba tê cột đèn. Nó cũng là một cái món ăn rất rất nổi tiếng của Hải Phòng. Khi mà mọi người ăn xong hai món đấy thì mình sẽ có một cái món ăn mà mình rất là recommend, đó là món bánh bèo. Bánh bèo Hải Phòng nó sẽ khác bánh bèo của Huế, là bánh bèo Hải Phòng nó sẽ xem giống như bánh giò. Nhưng mà điểm đặc biệt của nó là mọi người sẽ ăn cùng với cả nước chấm. Đây là món nước chấm mà được hầm bằng xương qua 10 đến 12 tiếng ở trên bếp than. Khi mà mọi người đã ăn xong ba món mặn thì mình rất là mong mọi người cùng thưởng thức chè dừa dầm của mình. Chè dừa dầm là một món mà có thành phần chủ yếu là cùi dừa, thạch rau câu và sữa dừa. Nó là một món ăn mà khi đi đâu mọi người cũng có thể mua được. Nhưng mà chỉ khi nào mà mọi người có mặt ở Hải Phòng, mọi người trải nghiệm cái chè dừa dầm đấy thì mọi người mới thưởng thức được cái hương vị của chè dừa dầm và thưởng thức được sự chân chất của người Hải Phòng ạ. Thời điểm lý tưởng khi mà mọi người đến Hải Phòng thì chắc chắn nó sẽ là thời điểm từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 4 đến tháng 10. Nhưng khi mà mọi người đến Hải Phòng vào tháng 5 thì có một sự kiện rất là quan trọng, đó chính là lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Thì lễ hội Hoa Phượng Đỏ đấy, khi mà tháng 5 nó sẽ, những cây phượng nó sẽ nở ngập trời. Và đấy sẽ là một chiếc view cực kỳ xịn để có một chiếc ảnh slay tại Hải Phòng.
Về phương tiện thì mọi người có thể đi xe khách, xe tàu hỏa, tàu hỏa và máy bay. Xe khách thì từ Hải Phòng về Hà Nội. Thúc đẩy du lịch Hải Phòng thì Hải Phòng đã có free walking tour sẽ hoàn toàn miễn phí. Khi mà mọi người không biết là mọi người đến Hải Phòng mọi người sẽ phải đi như thế nào, đi bằng cách nào. Và với điều kiện rất là thuận lợi về giao thông cũng như là về các món ăn rất là ngon cùng với cả các địa điểm. Let me list all the ways you're going to die. We'll double that. Plus a bonus if we make it. Chào mừng quý khách trên chuyến bay mang số hiệu MCV 2023. Và tôi là Thanh Thùy, tiếp viên trưởng trên chuyến bay ngày hôm nay. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến với miền đất hứa. Thời gian bay là 5 phút. Mọi người đã sẵn sàng thắt dây an toàn hết chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nha. Đầu tiên thì cho phép Thùy hỏi là mọi người thích đi du lịch ở đâu ạ? Mọi người có thích đi những nơi có tuyết không? Hay là ở những nơi có cảnh quan thơ mộng như thế này? Và tiếp theo đó là những tòa lâu đài rất là nguy nga lộng lẫy, hay những bãi biển xanh ngát. Tất cả những cái cảnh quan này rất là dễ dàng để có thể tìm thấy tại một vùng đất mang tên là Việt Nam. Việt Nam chúng ta có đẹp không ạ? Rất là đẹp. Tuy nhiên thì có một số liệu cho thấy rằng các du khách nước ngoài ghé thăm Việt Nam gần đây họ quay trở lại rất là ít. Và cái biểu đồ ở đây mọi người có thể nhìn thấy thậm chí là thấp hơn so với tỷ lệ quay trở lại ở các nước bạn trong cùng một khu vực. Thì lý do vì sao với một đất nước được mệnh danh là rừng vàng biển bạc thì chúng ta có rất nhiều tiềm năng để có thể phát triển về du lịch. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn những mặt hạn chế nào thì mọi người hãy cùng tìm hiểu với Thùy nha. Sẽ có hai nguyên nhân chính. Mà nguyên nhân đầu tiên đó chính là về vấn đề an ninh xã hội, cũng giống như là cơ sở hạ tầng. Và thứ hai đó là môi trường và văn hóa. Chúng ta sẽ đi đến vấn đề đầu tiên. Về vấn đề an ninh xã hội thì các công trình bê tông hóa mọc lên ngày một nhiều, dẫn đến sự mai một về du lịch, cũng giống như là dần mất đi những cái giá trị văn hóa lịch sử. Bên cạnh đó thì vấn nạn trộm cướp, lừa đảo ngày một gia tăng, phổ biến ở khắp nơi. Và sau cùng đó chính là không thể không nói đến vấn đề về giá cả, đúng không ạ? Giá cả được nâng lên rất là cao, cùng với đó là sự quảng bá sai sự thật. Mọi người có thể thấy ở đây, một cái tô cơm và trị giá là 90.000 thì rất là đắt hơn so với lại giá trị thực tế. Về văn hóa và môi trường thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến về cảnh quan. Cảnh quan khi mà các bạn đi du lịch thì các bạn rất là dễ dàng bắt gặp những cái cảnh quan như thế này. Những cái địa điểm du lịch nổi tiếng bị bao phủ hoàn toàn là bởi rác và người đi du lịch ngồi trên rác. Tiếp theo, bản thân Thùy đó chính là một người rất là thích ăn vặt và các món ăn đường phố. Tuy nhiên khi mà nhìn những hình ảnh này thì Thùy sẽ cân nhắc và dè chừng để mà có thể có một trải nghiệm về ẩm thực khi mà đến một nơi nào đó. Và cuối cùng đó chính là sự thiếu hiểu biết, sự hạn chế về mặt ngôn ngữ có thể dẫn đến những tình trạng rất là dở khóc dở cười như cái hình ảnh ở trên đây. Vậy thì giải pháp là gì? Những cái giải pháp cho các vấn đề trên thì có thể mang tính rất là vĩ mô và mang tính lâu dài. Vậy thì các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn có thể làm gì? Thùy nghĩ rằng mỗi người trong các bạn, trong chúng ta đều có thể trở thành một đại sứ về du lịch. Và các bạn có thể post những cái bài, những cái trải nghiệm của các bạn trên những cái kênh mạng xã hội chẳng hạn. Hoặc là đơn giản hơn, các bạn có thể trở thành một tour guide cho một người bạn nước ngoài. Và đối với bản thân Thùy, riêng cá nhân của Thùy là một tiếp viên hàng không, Thùy được đi rất là nhiều nơi, gặp rất là nhiều người. Nhưng mà trong vali của Thùy lúc nào bên cạnh bộ đồng phục thì Thùy sẽ mang theo đó chính là bộ áo dài Việt Nam.
Và tháng 7 vừa rồi thì Thùy rất là vinh dự khi nhận được giải Á hậu 4 của Miss Tourism Queen Worldwide 2023. Đây là thực sự là một cái giải thưởng mà là tạo ra một cái niềm động lực rất là lớn cho Thùy, để Thùy có thể lan tỏa được nhiều hơn nữa về cái tình yêu du lịch của mình đến với lại không chỉ là ở Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế. Đội nhóm của Thùy đã phát triển một cái cẩm nang du lịch, và ở đây thì mới chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, nhưng mà Thùy hy vọng là sau này Thùy có thể mang đến nhiều cái địa điểm hơn nữa để có thể gửi đến các bạn bè quốc tế. Ở đây mọi người có thể thấy. Thùy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta có thể có xuất phát điểm rất khác nhau, sinh ra những nơi khác nhau, nhưng chúng ta đều là người con của Việt Nam. Miền Tây quê hương, ai về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho cái bè Gò Công Tân Phước, rạch miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Nghe cũng hay phải không mọi người? Nhắc đến miền Tây thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến cái gì ạ? Có phải là những con sông nặng trĩu phù sa, hay là những cánh đồng lúa bạc ngàn, áo bà ba, khăn rằn, nón lá, như là bộ trang phục của Lan Anh đang mang ngày hôm nay, hay là món ăn miền Tây, lẩu mắm và bún nước lèo. Đó chính là miền Tây. Miền Tây thì có rất rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn, nhưng mà ngày hôm nay thời gian có hạn, Lan Anh không thể nào mà kể hết được về miền Tây được. Nên là Lan Anh cùng mời mọi người đồng hành cùng với Lan Anh về thăm một điểm du lịch tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó chính là khu du lịch Cồn Phụng. Cồn Phụng thì thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Chắc mọi người sẽ thắc mắc là sao trên vai của Lan Anh là Vĩnh Long mà lại đi giới thiệu về Bến Tre, phải không ạ? Không chỉ là một người con Vĩnh Long, mà Lan Anh tự hào rằng mình còn là một người con của miền Tây Nam Bộ. Lan Anh muốn mang những gì đẹp đẽ của miền Tây Nam Bộ để giới thiệu đến với mọi người. Xin chào Miss Cosmo, xin chào các bạn Đại học Xã hội Nhân văn. Tôi là hướng dẫn viên du lịch, xin mời rất hân hạnh được đón tiếp đoàn của mình về thăm khu du lịch Cồn Phụng. Để bắt đầu cho chuyến hành trình này, xin mời đoàn của mình di chuyển lên tàu lớn để cùng ngắm nhìn dòng sông Tiền. Sông Tiền trải rộng bao la, đôi bờ sóng vỗ phù sa mạn thuyền, về miền Tây ăn bánh, thưởng thức trà mật ong và nghe đờn ca tài tử. Về miền Tây mà không nghe đờn ca tài tử Nam Bộ thì quả là một thiếu sót phải không mọi người? Đờn ca tài tử là một nét đặc trưng của người dân miền Tây Nam Bộ, và nó như là một món ăn tinh thần giúp xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Người thưởng thức đờn ca tài tử cũng là một nghệ sĩ. Đờn ca tài tử phải có sự giao thoa giữa người đờn ca và người thưởng thức thì âm nhạc tài tử mới thực sự được thăng hoa và phát huy được hết giá trị của nó. Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng chèo xuồng ba lá, chèo trong những len lỏi trong những con rạch nhỏ mà xung quanh là dừa nước, rồi những cây bần đông đưa những hàng bông trắng rất là thơ mộng. Bất chợt nghe một câu hò của cô lái xuồng. Hò, tóc dài ai bỏ ngang vai, phải người con gái. Hò, phải người con gái mỏ cài Bến Tre. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt cô lái xuồng thân thương. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển sâu vào Cồn Phụng. Khi mà ông Nguyễn Thành Nam đến đây xây dựng chùa Nam Quốc Phật thì trong quá trình xây dựng, người ta có nhặt được một cái chén cổ hình con chim phụng và người ta đặt tên nó là Cồn Phụng. Ngoài ra nó còn có một cái tên gọi khác, đó chính là Cù Lao Đạo Dừa. Ông Nguyễn Thành Nam đến đây thành lập một giáo phái Đạo Dừa. Những người này
chủ trương là mang lại hòa bình và sinh sống bằng hoa quả. Đó chính là ăn cơm dừa và uống nước dừa. Tiếp theo, không thể không kể đến kiến trúc ở đây. Chính cột trụ lớn hình con rồng tượng trưng cho chính người vợ của ông Đạo Dừa. Theo quan niệm của người dân miền Tây Nam Bộ, thì rồng tượng trưng cho quyền uy, và chính cột trụ hình rồng này đặt ở giữa sân thể hiện được cái sự uy nghiêm ở đây. Cồn Phụng như là một miền Tây thu nhỏ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay thì Cồn Phụng luôn phát triển để xứng đáng với danh hiệu là một điểm du lịch tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay Lan Anh nói về miền Tây. Biết là có nhiều người đã biết về miền Tây rồi, nhưng mà hình như là cũng có nhiều người chưa một lần đặt chân đến vùng đất chính rồng này. Hy vọng là qua cái chuyến hành trình vừa rồi sẽ giúp cho mọi người được nhìn thấy hình ảnh miền Tây xinh đẹp. Hãy về với miền Tây. Và tôi là Lan Anh, số báo danh 375, tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin cảm ơn.